Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Lão đại, cái thứ này bảo vệ huynh đệ của ngươi làm thế nào mà đánh? Ở trên thư, Tần Man, Lăng Thần, Lê Hoa, Uyển Nhi, Ẩn Nương đều mời ta chiến đấu. Bọn họ đã thương lượng kế sách vẹn toàn, bảo ta an tâm khai hoang, ta tin tưởng bọn họ. Bíp, đi vào cửa hàng của hệ thống, đổi 300 viên giải độc. Mỗi viên là 30 vạn giá trị sợ hãi trừ 9.000 vạn. Đương nhiên ta cũng đã chuẩn bị thứ đối phó với tướng Liễu cho bọn họ. Đan giải độc. Đan được cấp tuyệt thế, phía trên bao hàm một ít sức mạnh của tâm, có thể giải được bách độc trong thiên hạ, từ thuốc mê bình thường đến mãnh độc động vào là chết, sau khi dùng bách độc bất nhập. Được hiệu quả kéo dài một canh giờ hạn sử dụng, 7 ngày, 7 ngày sau sức mạnh sẽ tán ra hết, sản phẩm của hệ thống nhất định là sản phẩm tốt nhất, hơn nữa còn là mùi dâu tây. Những cái này giao lại cho Tần Man, mỗi cái là tư liệu của tướng Liễu. Còn có thuốc này, sau khi uống vào trong một canh giờ miễn dịch trúng độc. Đan giải độc mặc dù rất quý giá, nhưng hạn sử dụng quá ngắn, nên dùng thì cứ thoải mái dùng, không cần phải tiết kiệm. Còn có vũ khí. Thất phu kiếm đối với tự lành của quái vật có tác dụng khắc chế, ngươi đưa qua cho Uyển Nhi, Uyển Nhi có tử vi kiếm, hai kiếm cô ấy cũng sẽ không dùng. Thôi bỏ đi, cho Ẩn Nương dùng đi, ta và cô ấy đối luyện qua rất nhiều lần, có lẽ kiếm chiêu của ta cô ta học lén cũng được kha khá rồi. Mặc dù với thể hình của tướng Liễu, thất phu kiếm cũng giống như đinh dài, nhưng mà cũng đủ dùng rồi. Đại đương gia, người thật sự không qua đó sao? Hay là để ta đưa Ngưu Nữ qua đó cũng được? Cơ lão như ta biết ngay là có chủ ý gì. Ha ha ha, bên chỗ ta còn phải khai khoáng, không đi được. Giúp ta chuyển lời lại với các huynh đệ. Nhớ kỹ, dị thú cũng chỉ là dị thú, cho dù có thể chữa lành, nhưng chỉ cần có thể xuất hiện hải phòng thì có thể đánh bại được. Chỗ hiểm thật sự của bọn hắn không phải nằm ở tim, mà là xương sống, thần kinh, dây chằng, khớp xương, gân tay, gân chân, cắt đứt và dùng dị vật thì có thể để cho nó mất đi năng lực hoạt động. Cho dù là hung thần, chỉ cần có thể bị pháo lớn và mâu dài đâm chết. Vậy cũng chỉ là lớn hơn một chút, dã thú hơi kỳ lạ một chút. Mà người sở dĩ là người, tại sao người lại cao cấp hơn dã thú, không phải là bởi vì số lượng nhiều. Truyền quân lệnh của ta, trận chiến thảo phạt tướng Liễu sẽ do Tần Man chỉ huy. Tần Man hắn là xuất thân từ thợ săn đấy. Tiếp tục khai hoang. Ngưu Nữ, muốn Ngưu Nữ làm gì? Ngưu Nữ, quái vật khu mỏ đã chạy trốn rồi. Ta ở đây nè, đến đánh ta đi. Tiếp tục đuổi theo. Thành Lương Châu. Quậy, thối thật. Ha ha ha, đại nhân, đây đều là phân bón chúng ta dùng để bón ruộng. Xe này cũng đều như vậy, có cần phải mở ra kiểm tra không? Đừng có làm rơi ra đấy, vò này có thể bán được không ít tiền đâu. Ây ra thối chết đi được. Thôi bỏ đi, lấy máy vò là được rồi. Mau nhìn kìa, Thành Lương Châu sắp xuất binh rồi. Đại đương gia có phải là muốn tấn công vào thành hay không? Chuẩn bị đánh ai vậy? Nhìn trang bị của bọn họ, hỏa pháo, cung tên, lớn như vậy, còn có pháo hỏa lôi, đây là một trận đại chiến. Ai mà biết được chứ, không biết lần này người dẫn binh lại là đại tướng nào. Tần tướng quân. Tần tướng quân. Tần đại ca, nhóm nhỏ đào mộ đã xuất phát rồi, qua một ngày nữa thì có thể đào xuyên địa đạo, cứu người ra ngoài. Tốt, tiến hành theo kế hoạch, cứu người trước rồi săn giết. Lần này có kịch hay để xem rồi. Tất cả thợ săn bắt đầu vào sân. Nơi này có thể phối một đoạn BGM, Sea of Tranquility.
đầu tiên người ra sân là nhanh như gió thủ lĩnh của 5.000 Liên Hoa quân, kỵ sĩ cường nữ của đế quốc, quét sạch Lương Châu, Hoa Cao lãnh khiến cho thổ phỉ lo sợ thấp thỏm, Phàn Lê Hoa. Nhan hiểm động như lôi đình, hộ chuyên nghiệp cắt tóc, thân tư màu đen giống như yến tử vụt qua bầu trời đen, tiểu thích khách nguy hiểm lại cuốn hút. Thân pháp phi yến, đánh là thương mắng là yêu, đệ nhất thích khách trong thiên hạ của hộ chuyên nghiệp đá vào mông của tác giả, nhiếp ẩn nương. Bảo ngọc của đế quốc, nữ đế hoàng của tương lai. Thân pháp phi yến, vật may mắn có thể quản lý nhà cửa, đại tổng quản của trại Cáp Mô, có tấm lòng bao la lại khiêm tốn, Lý Uyển Nhi. Tư Mã Thiến phiền phức thật, muốn giết chết cô ta. Đại lôi vậy mà không tới, uổng công mình mong chờ như vậy, đáng ghét. Ẩn nương vậy mà lấy được thất phu kiếm từ trong tay của đại lôi. Còn có thu hoạch áp chót tuyệt hung hổ của đế quốc. Hành động nhanh như gió, hành động chậm ngăn nắp rốn như rừng cây. Trụ cột của Lương Châu, quân đội mạnh nhất của trại Cáp Mô, tướng lĩnh của Man Tự Quân. Đứng sau lưng nam nhân có cảm giác an toàn, Tần Man, Vạn Mã Trại, Lão Nico. Lần này là lần thứ ba. Có chút thú vị, nghe có vẻ cũng rất ngầu. Tên tiểu tử này khá thú vị đấy, Long Ca khá quan tâm đến hắn nhỉ. Ha ha ha, hắn là người dám từ chối ta ra tay, cũng xem là người phàm mà ta xem trọng nhất. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.